Buổi sáng ăn gì ở khách sạn? Đây là cái món phở bún riêu. Ở trong này buổi sáng buffet có rất là nhiều món. Rồi, nước cho vào tô. Đây là cái tô bún riêu cua buổi sáng cho buffet Sài Gòn Quy Nhơn nha mọi người. Đây, nhìn cái tô bún riêu cua rất là ngon nha. Mình đang xuống cái phòng ăn buffet sáng nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng theo chân mình để vào bên trong nha. Đây là cái không gian bên trong. Đi vào ăn buffet sáng nha mọi người. Cái khách sạn này buổi sáng mình xuống mình ăn buffet sáng thì mình đi thẳng vào bên trong luôn. Không giống như khách sạn khác, mình phải đưa cái phiếu mình mới vào. Đây mọi người, buổi sáng rất là đông. Trước khi mình ăn buffet sáng thì mình phải đi một vòng review cho mọi người cùng xem nha. Mình quay cái không gian ở bên trong buổi sáng mọi người xuống ăn rất là đông này mọi người. Mình đi quay đồ ăn nha mọi người. Đây là món bánh ướt. Món này là bánh nặng. Nhìn tô nước mắm trông rất là ngon nha mọi người. Đây là món bánh hỏi nha mọi người. Đây là món hầm heo mọi người. Món này có thịt lợn. Cái mẹt này mình thấy có thịt luộc nè, và lòng heo, giá, rau và hành phi. Cái món này là cháo lòng này mọi người. Bên phía này là món rau. Dưa leo. Món này là thịt nội. Còn cái món này là thịt muối. Cà chua. Đây là cái món bánh ngọt, bánh bông lan này mọi người. Đây là cái món rau câu. Món này là món súp rong biển, hải sản. Cái nồi này là nồi cháo trắng mọi người. Món cá này là món cá cơm kho, ăn với cháo. Chà bông ăn với cháo thì mọi người ăn với cháo trắng. Buổi sáng mà ăn chà bông cháo trắng với cá kho cháo trắng ngon cho mọi người. Cái món cháo trắng thì có trứng muối nữa nè mọi người. Ăn kèm với trứng muối nha. Cái món này là món thịt nguội nè mọi người. Buổi sáng mà làm một trứng hột gà luộc no luôn mọi người. Hột gà luộc chấm muối tiêu. Món này là món cà ri gà này mọi người. Xúc xích này mọi người. Cà ri gà xúc xích. Cái này là chi nè mọi người. Chi mình ăn với bánh mì. Đây là bánh mì. Bánh mì ổ nhỏ. Nhìn cái đũa bánh mì rất là dễ thương luôn. Cái bánh mì nướng. Mình thấy có ba cái thố mứt để ăn bánh mì này mọi người. Cái này
đây là mứt thơm nè mọi người. Đây là mứt dâu. Nhét với bánh mì ăn ngon lắm mọi người. Đây là chanh dây. Món tráng miệng dưa hấu. Quý táo, giờ còn mấy trái gì. Thanh long. Đây là món tráng miệng trái cây có 3 món. Đây là cái món mì xào cải. Còn cái món này là đậu luộc. Bắp với khoi ăn sáng ngon lắm á. Có bắp nè, bắp luộc, khoai luộc. Mình thấy có cái món chả giò. Đây là món chiên nha mọi người. Mình không biết cái đây là cái gì, mực chiên hay tôm chiên không biết. Mình đi tìm cái bảng đi coi mà không thấy. Cái món cơm chiên trứng nha mọi người. Còn cái món này là xôi đậu xanh với xúc xích mọi người. Xúc xích có hai loại, loại trắng và loại đỏ. Mình không biết là thịt gì nha mọi người. Đây là muối mè ăn với xôi. Mình lấy một ít xôi để ăn sáng nha mọi người. Hôm nay là cái buffet sáng của bên khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn mọi người à. Mình lấy một ít nè. Mình cho một ít muối mè lên cái cục xôi nha mọi người. Là lấy một ít cơm chiên nha mọi người. Mày lấy bao nhiêu đây nè mọi người. Mình lấy một miếng cơm chiên và một cục xôi. Mình bưng qua bàn nha mọi người. Bánh hỏi lòng heo nha mọi người. Mình lấy một ít thịt nha mọi người. Mình lấy một ít lòng nữa. Mình lấy bánh hỏi bánh ướt lòng heo này mọi người. Có một ít lòng heo, bánh ướt, bánh hỏi, rau, nước mắm thấm nhìn ngon nha mọi người. Đây là buổi sáng của mình. Sau khi mình đi lấy đồ ăn thì mình lấy xôi nè mọi người. Với cơm chiên, bánh ướt, bánh hỏi, lòng heo. Đây là chén cháo buổi sáng của mình này mọi người. Đó, đây là mình sẽ ăn cháo mọi người nhé. Mình lấy một ít cháo trắng ăn với cá kho, trứng muối với thịt chà bông. Buổi sáng mà ăn cái món này mình rất là thích luôn mọi người. Mình đi ăn buffet sáng là mình hay ăn cái món này lắm mọi người. Sau khi mình lấy một chén cháo, mình tiếp tục đi lấy một cái tô phở. Mình mang ra và sau đó thì mình sẽ mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mình đi qua lấy phở ăn sáng nha mọi người. Thì mình thấy bên đây có một cái chiếc xe phở nè mọi người.
bên cái không gian ăn phở thì mình ăn, mình qua bên đây mình lấy nè. Phở mình thấy hình như là có mấy loại á. Mình thấy cái tô này có chả cá nè, chả hấp nè. Cái món này là mình thấy có một miếng chả bún riêu cua mọi người à. Mình có hai món. Ăn phở nha mọi người. Cái đây là nhân bún riêu, mình ăn phở. Ở chỗ này là họ để sẵn những cái tô bún và có chả, có chả bún riêu nè mọi người. Chỉ cần mình ăn thì mình tới mình nói là họ bún nước phở cho vào nha. Mình là ăn bún riêu cua nha mọi người, chêm nước nè. Rồi mình ăn cái vị gì thì lấy ăn nước cho vào tô. Đây là cái tô bún riêu cua buổi sáng cho buffet Sài Gòn Quy Nhơn nha mọi người. Mình lấy một cái tô bún riêu, mình ăn bún riêu nha mọi người. Tô bún riêu thì có một miếng chả chả cua mọi người, với chút rau. Mình ăn cay hơn thì mình cho ớt vào nè. Đây nè mọi người, cái đây là buổi sáng của mình nha. Buổi sáng của mình lấy xôi với cơm nè, bánh hỏi, bánh ướt lòng heo với một chén cháo và một tô phở bún riêu. Đây là phần ăn sáng của mình nè mọi người, với một ly đậu nành. Không biết là ăn hết hay không, rất là nhiều món luôn mọi người. Bánh ướt mọi người.
miệng. Rồi mọi người ơi, sau khi mình chia sẻ cái món buffet sáng ở khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, món ăn sáng ở đây thì ăn cũng rất là dễ ăn mọi người. Nếu như mọi người thấy cái video của mình chia sẻ cái món buffet sáng ở trong khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, nếu như mọi người thấy thích thì mọi người ủng hộ video cho mình. Mọi người cho mình một nút like, share và subscribe, đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến với kênh vlog của anh.